Tao đợi hai đứa bay về để tao uống rượu. Một mình tao thèm muốn chết luôn, tao không dám uống. Thôi đi, bắt đầu cuộc chơi. Được không chứ à? Em chơi mà sợ mưa ghê hả? Giờ đi, vui đi mai đi. Không đi cô em. Yếu mà bài đặt ra gió làm cái gì? Ê! Ta đi trước nha. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, chỗ này không phải là chỗ đi chơi. Lỡ công an họ ập vào mà tụi bay không tỉnh táo thì phải tính làm sao? Không biết rồi mà. Lần sau con không vậy nữa. Lần sau? Bao nhiêu cái lần sau rồi? Ủa? Con chờ mẹ đi. Ngồi xuống đây. Lần trước giao hàng sao làm rớt một gói vậy? Cũng may lần tí nhặt được, nếu không lớn chuyện rồi. Dạ con xin lỗi mẹ, thì sao con sẽ để ý hơn. Nhưng mà mẹ ơi, con cảm thấy bất an sao á. Mẹ cho con xin nghỉ giao hàng nha mẹ. Con sợ hả? Vậy lúc mẹ đưa tiền con á, con xài, con có thấy bất an không? Mẹ nói rồi, lỡ công an có bắt á, mẹ là người chịu tội nè. Con chưa đủ 18 tuổi mà. Con sợ cái gì?